Tuyển nữ Việt Nam vô địch, thiết lập kỷ lục SEA Games nhưng không có đại ngộ cao bằng bóng đá nam. Tối ngày 15 tháng 5, đội tuyển nữ Việt Nam thắng tuyển nữ Myanmar với tỷ số 2-0 để bảo vệ thành công ngôi vô địch, mang về huy chương vàng bóng đá nữ thứ tư liên tiếp tại các kỳ SEA Games 32. Chiến thắng thuyết phục đến từ các bàn thắng của Huỳnh Như và Thanh Nhã. Với chiến thắng này, tuyển nữ Việt Nam có lần thứ 8 giành huy chương vàng ở SEA Games. Trong lịch sử bóng đá nữ SEA Games, từ SEA Games lần thứ 13 năm 1985, đội tuyển nữ Việt Nam đã 9 lần vào chung kết và 7 lần giành được huy chương vàng. Trong đó có 2 lần giành huy chương vàng liên tiếp 3 kỳ SEA Games 2001, 2003, 2005 và 2017, 2019 và 2021. Trong khi đó, đội tuyển nữ Myanmar đã có một lần vào chung kết năm 2005 và thua đội tuyển nữ Việt Nam 01. Các nữ tuyển thủ Myanmar cũng đã ba lần giành được huy chương đồng 2023, 2017 và 2019. Trong 11 lần chạm trán gần nhất, tuyển nữ Việt Nam vượt trội Myanmar với 7 chiến thắng, 2 trận hòa, còn tại hai kỳ SEA Games gần nhất, tuyển nữ Việt Nam cũng hai lần đánh bại Myanmar. Ở vòng bán kết vừa qua, Đội tuyển nữ Việt Nam nhẹ nhàng vượt qua đội chủ nhà Campuchia với tỷ số 4-0. Trong khi đó, các cô gái Myanmar đã có cuộc lội ngược dòng thần kỳ để thắng đội tuyển nữ Thái Lan 4-2. Bước vào trận chung kết, tuyển nữ Việt Nam và Myanmar đẩy cao tốc độ ngay khi bóng lăn. Hai đội không có ý đồ thăm dò mà muốn có bàn thắng sớm nhằm tạo lợi thế tâm lý. Sức ép liên tục của đội bóng áo đỏ tạo ra nhiều cơ hội. Phút 12, thủ thành của Myanmar mắc lỗi khi băng ra phá bóng, Tuyết Dung tận dụng thời cơ cướp được bóng, truyền nhanh tới cho Huỳnh Như để được người đội trưởng dứt điểm dễ dàng vào khung thành trống không mở tỷ số 1-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Đến hết hiệp 1, dù kiểm soát bóng nhiều hơn và tạo ra nhiều tình huống tấn công nguy hiểm, nhưng các cô gái Việt Nam chưa thể gia tăng cách biệt. Bước sang hiệp 2, các cầu thủ Việt Nam vẫn chủ động chơi dâng cao, tạo ra sức ép với hy vọng có thêm bàn thắng. Thanh Nhã tự tin đi bóng bên cánh phải rồi dứt điểm tinh tế vượt qua tầm với thủ thành Myanmar, ấn định tỷ số lên 2-0 cho đội tuyển nữ Việt Nam. Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung đã bảo vệ thành công ngôi vô địch của mình, đạt kỷ lục 4 lần liên tiếp giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games. Tuy nhiên, vì sao đại ngộ tuyển nữ không thể so với bóng đá nam? Câu hỏi trên được đặt ra sau khi đội tuyển nữ Việt Nam giành huy chương vàng bóng đá nữ SEA Games. Không ít người so sánh thành tích của đội bóng đá nữ với bóng đá nam và cho rằng bức đại ngộ hiện tại tạo nên bất công với các cô gái vàng. Tuy nhiên, liệu đòi hỏi một mức lương thưởng tương xứng giữa các cầu thủ nam và nữ có thực sự hợp lý hay không? Cũng là đội tuyển quốc gia, nhưng với bóng đá nữ lại khác. Về thành tích, có những lúc họ góp phần mang lại uy tín cho bóng đá Việt Nam và sự an ủi với những cổ động viên khi đội tuyển nam lần lượt thất bại ở các sân chơi quốc tế. Đội tuyển nữ đã không ít lần có những màn trình diễn ấn tượng trước các đối thủ đẳng cấp với 7 lần vô địch khu vực và lọt vào tận vòng chung kết World Cup. Trong khi đó chỉ là ước mơ xa vời của bóng đá nam. Qua đó mới thấy sự khác biệt, nếu không nói là phân biệt trong cách nhìn về hai đội tuyển. Cho đến thời điểm hiện tại, sự thành công của bóng đá nữ trên các sân chơi quốc tế và ngay cả cấp câu lạc bộ, bóng đá nữ Việt Nam cũng thể hiện sự hơn hẳn so với các đồng nghiệp nam. Thành công của Huỳnh Như cầu thủ bóng đá nữ người Việt Nam, thật sự ấn tượng với gần nửa năm xuất ngoại để gia nhập câu lạc bộ bóng đá Bồ Đào Nha và họ đã có cái nhìn trân trọng với bóng đá nữ Việt Nam. Từ sự ghi nhận đó mới thấy một sự thật sự đáng buồn của bóng đá nữ nước ta khi chiến công này không mấy nhận được sự quan tâm của truyền thông và giới người hâm mộ. Cũng đáng buồn hơn khi chúng ta đã nói nhiều mà sự nhìn nhận, đầu tư, tài trợ của bóng đá nữ vẫn chỉ là hình thức. Nhìn lại có thể thấy sự ưu ái với những cầu thủ bóng đá nam nổi tiếng như Xuân Trường, Công Phượng, Văn Hậu đều từng được các câu lạc bộ nước ngoài chào đón và mời vào đầu quân, nhưng họ đều thể hiện khá mờ nhạt, nếu không nói là thất bại. Ngay cả Quang Hải là cầu thủ ngôi sao trong nước và khu vực, thậm chí là ở tầm châu lục, được dư luận và giới chuyên môn trong nước đánh giá cao, hiện đang chơi cho câu lạc bộ Pau FC của Pháp cũng phải loay hoay và trục vật để tìm cơ hội vào sân dù là từ ghế dự bị. Cũng từ hình ảnh nhạt nhòa của các cầu thủ bóng đá nam, giới chuyên môn từng lo ngại Huỳnh Như sẽ bước vào lối mòn ấy khi lần đầu ra với đấu trường quốc tế. Ngoài lý do về chuyên môn, thể hình và thể lực có phần kém hơn khiến họ không có những đánh giá lạc quan về chân sút số 1 của đội tuyển nữ Việt Nam khi đầu quân cho FC Lens. Nhất là khi câu lạc bộ ấy lại đang chơi ở giải đấu đỉnh cao vô địch quốc gia của nước bạn. Tuy nhiên, Huỳnh Như đã cho thấy, sau một thời gian ngắn hội nhập và nỗ lực tập luyện, thủ quân của đội tuyển nữ Việt Nam đã làm thay đổi nếp nghĩ của khán giả và giới chuyên môn với thành tích như nêu trên. Cô đã thể hiện đúng phẩm chất chuyên môn cho dù đối thủ có đẳng cấp cao về chuyên môn và tất nhiên cả về ưu thế, thể hình lẫn thể lực. Nói cách khác, nữ tiền đạo số 1 nước ta đã chứng tỏ được năng lực của bản thân, ít nhiều giúp cho bóng đá nữ và bóng đá Việt Nam nói chung mang một hình ảnh tích cực hơn trong mắt giới mộ điệu cũng như chuyên môn quốc tế. Đây là tiền đề, tạo sự tự tin cho các nữ cầu thủ khác trong những chuyến xuất ngoại trong tương lai nếu có lời mời từ các đội bóng nước ngoài. Hơn hết, dấu ấn của Huỳnh Như thêm một lần nữa khẳng định, các nữ cầu thủ vẫn là những người tiên phong cho bóng đá Việt Nam, nô nói về năng lực và thành tích trên đấu trường quốc tế. Những gì mà đội tuyển bóng đá nữ quốc gia và cá nhân cầu thủ Huỳnh Như đã và đang làm được cho bóng đá Việt Nam buộc chúng ta phải suy nghĩ khi họ chưa nhận được sự chăm chúc, đầu tư từ những người có trách nhiệm hay sự quan tâm của người hâm mộ như bóng đá Nam. Trong những năm qua, tuy liên đoàn bóng đá việt nam đã đầu tư nhiều hơn cho đội tự nữ quốc gia bằng những chuyến đi tập huấn nước ngoài nhiều đợt tập trung để nâng cao chuyên môn nhưng nền tảng cơ bản để thúc đẩy một nền bóng đá phát triển mạnh là ở tầm câu lạc bộ vẫn chưa có sự đột biến nào đáng kể so với thành tích mà các tuyển thủ đã mang về cho đất nước sự quan tâm của giới truyền thông báo chí đối với bóng đá nữ cũng chưa tương xứng với thành tích và tiềm năng ở một trường mực nào đó nguyên nhân khiến cho giới truyền thông hạn chế thông tin về bóng đá nữ là sự quan tâm của bạn đọc không cao đây được gọi là vòng tròn luận quẩn khi không được thông tin tuyên truyền nhiều ít có khán giả cho nên các doanh nghiệp các nhà tài trợ không mặn mà trong đầu tư Điều này cũng dễ hiểu bởi mục tiêu của các doanh nghiệp khi đầu tư vào một lĩnh vực nào đó thì họ phải đặt chuyện xin lời lên hàng đầu, hoặc chí ít cũng giúp họ quảng bá được thương hiệu rộng rãi. Thế nhưng với bóng đá nữ, họ không đạt được cả hai mục tiêu ấy. Thành tích của hình như nói riêng cũng như những thành tích của bóng đá nữ Việt Nam trên thị trường quốc tế khiến chúng ta từ giới truyền thông đến những người hâm mộ và đặc biệt là các doanh nhân cần phải thay đổi tư duy, cách nhìn nhận về họ, không chỉ là sự hô hào bằng những lời kêu gọi, ngợi ca mà phải bắt đầu từ những hành động thực tế nếu muốn nâng tầm bóng đá nữ khi đội tuyển nữ Việt Nam đã được xếp hạng 34 trên thế giới. Mua sắm không giới hạn với đa dạng các chủng loại hàng hóa, áp dụng chính sách hoàn tiền lên đến 50% thông qua chương trình VMM Cashback Bạn sẽ được thỏa sức mua sắm ở khắp nơi trên toàn cầu Hãy scan mã QR để biết thêm thông tin chi tiết về chương trình ưu đãi hấp dẫn này